Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin không có lệnh cấm xuất cảnh nhưng Vượng Vin bị quản thúc, bằng chứng ngày một lộ rõ. Tập đoàn Vingroup của ông Vượng được biết đến như một trong những công ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam. Vào hồi tháng 5, công ty này đã phát hành 525 triệu đô la Mỹ trái phiếu cho các nhà đầu tư quốc tế để huy động vốn cho hoạt động sản xuất ô tô của mình. Một tháng sau, công ty huy động thêm 100 triệu đô la Mỹ cho các dự án bất động sản. Các đợt phát hành trái phiếu lớn của Vingroup có thể khiến cho một số cư dân mạng suy nghĩ đoán rằng Vingroup cũng sẽ là một mục tiêu trong đợt chấn chỉnh sắp tới của đảng. Và dư luận cho rằng con cá mập Vingroup đã nuốt quá nhiều tiền. Hiện tại nếu xẻ thịt tập đoàn này thì có nhiều món ngon cho bữa tiệc chính trị. Thượng thần tầng chính trị của Việt Nam đang đấu đá không chỉ vì quyền lực mà còn vì tiền. Các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam không thể không có những bàn tay quyền lực nhúng vào để bảo kê. Tầm cỡ lớn như Vingroup và Sun Group thì có rất nhiều tập đoàn chính trị đang nhắm đến. Đây là hình ảnh Vingroup đang là con cá mập lớn bị dòm ngó. Hồi đầu tháng 7, mạng xã hội đã rộ tin rằng ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Lập tức sau đó, ông Tô Ân Sô lên tiếng. Cụ thể là vào ngày 11 tháng 7 năm 2022, ông Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam đã khẳng định tin đồn này là tin giả. Đồng thời, ông thông báo rằng Bộ Công an đang điều tra 9 người ở 7 địa phương vì đã phát tán thông tin sai lệch như thế. Nhưng tuyên bố của ông không thể xóa tan nghi ngờ của một số cư dân mạng rằng ông Vượng có thể đang thực sự gặp rắc rối, vì họ chỉ ra rằng trường hợp của ông Vượng có thể là tương tự quy trình của các vụ bắt giữ trước đây. Ví dụ vụ ông Trịnh Văn Quyết cũng bị hạn chế xuất cảnh vào cuối tháng 3 và sau một ngày thì Bộ Công an bác tin đồn rằng ông này sẽ bị bắt. Ông Quyết đã bị tạm giam vì cáo buộc thao túng chứng khoán sau đó, quả đúng như tin đồn trên mạng. Cho tới nay đã qua một tháng, tin đồn đã tạm lắng xuống nhưng nhiều người thạo tin vẫn nghi rằng ông Phạm Nhật Vượng đang bị quản thúc. Lệnh cấm xuất cảnh chỉ là lệnh miệng. Có người lập luận rằng để xóa tan tin đồn, không cần Bộ Công an cho Tô Ân Sô lên tiếng mà chỉ cần ông Phạm Nhật Vượng đặt chân ra nước ngoài là được. Ví dụ như Singapore hay thậm chí là sang Campuchia láng giềng cũng được là đập tan tin đồn mà không cần đến bộ máy của công an lên tiếng làm gì. Nhưng việc đó đã không diễn ra. Đây là hình ảnh tại sao ông Phạm Nhật Vượng không ra nước ngoài để dập tắt tin đồn là một câu hỏi. Và cho đến nay đã một tháng trôi qua, người ta vẫn không thấy ông Vượng xuất hiện ở nước ngoài nên lại khiến nhiều người thêm nghi ngờ. Có người cho rằng ông Vượng bị quản thúc là rất có khả năng bởi hiện nay tình hình chính trị và kinh tế trong nước đang nín thở qua sông vì lo ông Nguyễn Phú Trọng hoạt động quá tấp nập và đốt nhiều củi rất mạnh. Tập đoàn Vingroup là tập đoàn rất lớn và hiện nay có một số ý kiến trong Bộ Chính trị không muốn Phạm Nhật Vượng mang đô la ra khỏi biên giới để đầu tư cho nhà máy VinFast nên việc họ nhắm đến Vingroup là rất có thể. Nền kinh tế Việt Nam đang tan hoang. Nó không như những con số thống kê mà Đảng và Nhà nước vẫn hay đưa ra. Thực chất ngân hàng đang điêu đứng vì chính sách chống lạm phát của chính quyền. Nếu để Phạm Nhật Vượng mang hàng tỷ đô la ra nước ngoài thì đấy là khó khăn trong Phạm Minh Chính điều hành nền kinh tế. Vì thế về mặt này cả chính phủ và Bộ Chính trị không chấp nhận cho ông Vượng mang tiền mang đi để đầu tư. Tuy nhiên việc chuyển tiền ra nước ngoài theo cách nào đó cũng không phải là khó đối với ông tỷ phú giàu nhất Việt Nam này. Đây là hình ảnh chưa IPO trên thị trường chứng khoán nước ngoài thì ông Vượng sẽ còn bị giám sát. Lo sợ bằng cách nào đó ông Vượng sẽ chuyển tiền từ nguồn ngoại tệ theo cách không chính thức để tháo chạy thì cách duy nhất là quản thúc ông tỷ phú này. Nếu nhốt ông bên trong lãnh thổ Việt Nam thì dù có chuyển tiền đi ông cũng khó mà có thể làm gì cho được. Hiện nay ông Vượng muốn cho nhà nước Cộng sản Việt Nam nới lỏng quản lý, chỉ có cách ông cho IPO, tức là phát hành cổ phiếu lần đầu ra thị trường chứng khoán ở nước ngoài để huy động vốn. Khi đó, phía nhà nước mới tin ông không cần chuyển tiền trong nước ra nữa. Nhưng việc này ngày một thêm khó và xa vời với ông Vượng. Vì ngành kinh doanh ô tô của ông đã lỗ hàng tỷ đô la trong thời gian vừa qua. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Để đối phó với cạm bẫy trong Bộ Y tế, bà Đào Hồng Lan đang đi chiến thuật gì? Cho đến nay, nhiều người vẫn thừa nhận
bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế là người có thế lực mạnh nhất từ trước đến nay. Bà Tiến đã dính đến hai vụ án lớn nhưng đều thoát tội cả. Đó là vụ vaccine trẻ em và vụ án Việt Nam Pharma. Đặc biệt là vụ án tại Việt Nam Pharma làm cho cấp phó của bà Tiến phải vào tù, nhưng bà thì vẫn bẩn bình an, vô sự. Vào năm 2016, khi mà bà Tiến rớt Ủy viên Trung ương Đảng nhưng vẫn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, thì điều này được giới thạo tin đánh giá bà có mối quan hệ rất vững chắc trên chính trường của Việt Nam. Còn ai là người đỡ đầu cho bà thì đến nay vẫn là một bí ẩn. Nhiều ý kiến cho rằng đó là ông đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến được cho là có thế lực khủng đỡ đầu. Cho tới nay, nhiều người thuộc giới nắm tin về chuyện thâm cung bí sử vẫn chưa thể nào định tên được người đỡ đầu bà Nguyễn Thị Kim Tiến là ai. Người ta chỉ xác định thế lực đó hiện nay vẫn đang chống đỡ cho bà Tiến khỏi rơi vào vòng lao lý. Bà Đào Hồng Lan là quan chức ngoài ngành y tế. Hiện nay bà vào nắm chức ghế bộ trưởng thì không thể không làm cho nhiều kẻ ganh tị với bà khó chịu. Mà lắm kẻ ganh tị, đó là một cái bẫy có thể đẩy bà bay ra khỏi chiếc ghế này bất cứ lúc nào. Ông Nguyễn Thành Long là một bài học nhãn tiền như thế. Theo đánh giá của một số nhà quan sát, hiện nay bà Đào Hồng Lan đang kết nối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Mục đích là gì thì ai cũng biết. Bà Lan muốn có được một chiếc thế lực đỡ đầu cho bà, tương tự như bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang có. Nếu không thì tìm thế lực mạnh ủng hộ thì rất có thể bà Lan sẽ lại phải nhận cái kết quả như người tiền nhiệm Nguyễn Thành Long phải vào tù chỉ sau một thời gian rất ngắn đến nắm bộ này. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến về hưu đã 3 năm, hiện nay bà Tiến đang muốn đẩy sự nghiệp cho con trai lên hàm hạt giống đỏ trong ngành y tế. Về việc bổ nhiệm con bà Tiến trong tầm tay của bà Đào Hồng Lan, như vậy là đã xảy ra sự trao đổi. Tôi nâng đỡ cho con trai chị thì chị phải giới thiệu với thế lực đỡ đầu giúp tôi. Việc làm này của bà Đào Hồng Lan đã được giới quan sát đánh giá là rất khôn ngoan. Đây là hình ảnh bà Đào Hồng Lan không hề có chuyên môn ngành y tế nhưng lại được Đảng cử về làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Mới nắm Bộ Y tế thì ngày 27 tháng 7 bà Đào Hồng Lan đã tặng bà Nguyễn Thị Kim Tiến một món quà lớn. Đó là bà ký ngay quyết định điều động con trai bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Hoàng Quốc Cường, 40 tuổi, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, về nhậm chức Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, tương tự như Đà Nẵng của miền Trung vậy. Việc chọn Sở Y tế Cần Thơ là một sự lựa chọn có chủ ý. Vị trí này rất có khả năng sẽ tiến về bộ làm chức thứ trưởng. Với lại, từ tháng 3 năm 2021, ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ đã bị khởi tố. Từ đó đến nay, Sở Y tế thành phố Cần Thơ khuyết chức danh Giám đốc Sở. Ván bài này nhìn bên ngoài thì có vẻ như bà Đào Hồng Lan tặng bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Tuy nhiên, nhìn bên trong thì bà Đào Hồng Lan muốn cột trách nhiệm của bà với việc thăng tiến của con trai bà Tiến. Nếu bà Lan mà có bị Trung ương sở gáy như Nguyễn Thành Long thì khả năng con bà Tiến cũng sẽ bị liên lụy và khó lên chức. Muốn giúp con bà Tiến thì phải nâng đỡ bà Đào Hồng Lan để con trai bà Tiến được thẳng tiến trên con đường chính trị. Trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thường như thế, nó rất rắc rối và nhiều điều khó hiểu. Nhưng tất cả đều là những nhóm có quyền và có tiền. Đây là hình ảnh Hoàng Quốc Cường, con trai bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Không biết bài đi của bà Đào Hồng Lan có hiệu quả hay không, nhưng rõ ràng đây là cách làm chính trị khôn khéo của bà Lan, mà các cán bộ cấp cao của Đảng thường vẫn đi theo con đường như thế. Mới vừa nắm chiếc ghế đứng đầu Bộ Y tế, bà Lan đã nhìn ra nơi nào có thể hỗ trợ sự nghiệp chính trị của bà tốt, và bà đã có cách làm rất có lợi và làm ngay. So với Nguyễn Thành Long, xem ra bà Hồng Lan khôn ngoan hơn rất nhiều. Bà Lan đã nhìn ra điều mà Nguyễn Thành Long không nhìn ra. Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị của bà Lan có khác sự nghiệp của Nguyễn Thành Long hay không thì còn phải chờ thêm thời gian tới.